Tí mũi cứ tẹo tông chỉ mũi nâng robot luôn nơi robot bị chỉ chôn dữ cái hai thằng lifestyle robot quát cái sự kết cái thằng này đại quát từ tua tiên nơi sạch cơ hòm chả ơn sạch cơ hòm miền đôi chia sạch cô miền đôi chia sạch chim rồi cỏ sạch cỏ ấy nâng chuyện đáp cái quạt miền hai thì pay nâng miền đông sạch polyp nâng này hai mình to mà tiếp cái này đại quát từ tua tiên mình lái play chơi tịnh nên là cao từ tua tiên lấy chiết fiber bản lại từ say đại ban một pi bản lại nữa cứ bị tịch túi co cọt miên hà nị thấy ao miên chi đom sạch polyp này hay đôi khi này đấy cứ nhẹ đại cọt thoát cọt thoát cọt ập sự hạt pran hay nhẹ đại cọt trụ bờ đấy co miên hà nị thấy nâng miên đom sạch polyp này đấy vẫn to mà tiết cứ tí pí cứ tẹo tông chỉ mới nâng cả tà dụ đôi nhung lược là ông bị muốn chẳng tha chỉ tu tới nè chỉ người để gọn miên vây chọc bị sai sập hẻm chân nam từ hà sập chân nam làng tới miên tham mà được trả chỗ đó không vây mà được trả cứ gọn miên hà nị phây của nâng miên đông sách nước nóng của viền thông chấm pua cả ta thì bấy cứ tẹo tông chỉ mới nâng cả ta cru xá hay nâng cái hai tha panh ha genetic mình nói tha bỏ sân chỉ dương miên crom crusa đại miên đông sạch nước non bùi biển thông nắng mình chẳng nhẹ đại nước non rụng vùng crusa nắng miên đôi chỉ bong ôn nước bụng mật đai ấy ở nắng cứ quạt miên hà nị phây cũ miền tén nắng miên đông sạch nước non bùi biển thông ở trong nói đi mình nói tha vi chi chủng người đồng nó bụi đai được cái gì mình dương ai vậy ban tha vi chi chủng người đồng nó bụi đai tại sao tại nẹt đại quạt ưu thế họ bảo sân chơi miên ở bụng mặt đai miên đông sạch ở nơi không có biển thông nó cứ cốn cứ miên là tra rồi hô tật đo sai sắp tật hà sắp cứ miên đông sạch đôi quạt đai bạn bạn ta ta đông sạch nơi không có biển thông nó vì ai trên chỉ ruột sinh nhà bạn nào là đái đại thưa anh mà được dương đắng thạc luôn có bụng tại bị chôm cả miên chừng người này bạn chỉ tu tới đông sạch nơi không có biển thông vì ở miên sạch đai trên chỉ ruột sinh nhà vậy thằng ó nơi bên này việt tụi phổ dân đang thấy là đông sạch của viện thống vì vì vọt bằng tịnh mà đo mình đo bị tốt rồi hô đo thống đại dương hai tha chủng ngư một hà rịch của viện thống nốt cứ như này thằng đông nó việc prai khai chỉ đông mua để thống hay miền cao gì cả mà hà rịch anh chẳng nó về để viên nó tụ nó cứ ắt miền sài trên chia rốt nhà vậy thằng ở có bàn tay nơi đây rốt nhà nó cứ việc sai chết nơi đây đài đông nó việc thông rồi trở hơi việc khai tới chơi chủng ngữ mà hà rị rồi trở hơi anh chẳng lẽ chủng ngữ còn ai miền cà rạ bọt trường mau miền sờ bảo miền chiếm được có lẽ chủng ngữ khác còn ai miền cà rạ chư chọc chập phong phu làm rai miền riệng miền tôl ấy chẳng hay chìm xét còn ai miền sọ kỳ lố khó lại bị thò mặt đá có sắp tay chi rốt nhà lấy bạn nhà hàng chủng ngữ Mohari.
ចាមានតែដុំសាច់នេះនឹងវិវត្តទៅជាកោសិកាមហារីកបាទដែលឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវិញលោកប្រជាប្រិយបានជម្រាបជូនអំពីមិញនេះបើសិនជាដុំនឹងវាទួចនៅក្នុងពលវិធំវាអត់មានជារោគសញ្ញាទេអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងដូចបែបណាដើម្បីដឹងថាយើងកំពុងតែមានបញ្ហានេះបាទបាទចំណុចនេះជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ ដែលចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះថាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅដុំសាច់នៅក្នុងពោះវៀនធំហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើការសុំពោះវៀនធំចា៎ការសុំពោះវៀនធំហ្នឹងគឺមានន័យថាគេសូកយកឧបករណ៍មួយដែលដូចទីយោមួយអញ្ចឹងណាដែលមានទំហំតូចហើយទីយោហ្នឹងវាមានកាមេរ៉ាវានៅខាងចុងហ្នឹងយើងសូកតាមបាតទៅ ហើយយើងពិនិត្យមើលពោះវៀនអ្នកជំងឺហើយនៅពេលដែលយើងឃើញដុំសាច់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែកាត់យកវាចេញចា៎បាទដើម្បីយកទៅពិនិត្យថាតើដុំសាច់ហ្នឹងវាជាដុំសាច់ដែល slot ឬក៏ដុំសាច់ដែលកាចឬក៏ដុំសាច់ដែលមានការវិវត្តរួចទៅហើយមានកោសិកាមហារីករួចខ្លះទៅហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញ ការធ្វើការសុំពោះវៀនធំគឺមានសារៈសំខាន់មែនតើសម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយសួរថាអ្នកខ្លះគាត់អត់មានរោគសញ្ញាផងតើធ្វើម៉េចបានធ្វើថាសុំពោះវៀនធំទាំងអស់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចា៎ជាទូទៅនៅប្រទេសជឿនលឿនគេកំណត់ថាអ្នកជំងឺដែលគាត់មានអាយុលើសពី 50 ឆ្នាំគឺប្រជាជនគេគឺគេយកទៅធ្វើសុំពោះវៀនធំទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកនៅដុំសាច់ពុលលីបនឹងឯងចា៎បាទហើយចំណែកឯនៅស្រុកខ្មែរយើងយើងកំណត់ថាអាយុ 45 ឆ្នាំមានន័យថាអ្នកជំងឺគាត់ប្រជាជនដែលមានអាយុលើសពី 45 ឆ្នាំសុខភាពល្អអត់មានរោគសញ្ញាអីទាំងអស់គឺត្រូវតែសុំពោះវៀនធំដើម្បីស្វែងរកនៅដុំសាច់ ពលីបនេះបាទត្រង់ចំណុចនេះដែរលោកប្រចាំរដ្ឋបានលើកឡើងថាការសុំពោះវៀនធំកំណត់នៅអាយុកាលរបស់មនុស្សទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងអាយុកាលដែលមិនបានកំណត់នោះវាមានផលប៉ះពាល់បែបណាបើសិនជានៅក្នុងករណីថាអ្នកជំងឺនឹងជំនះថាចង់សុំពោះវៀនធំនោះវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាដែរបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចថាការសុំពោះវៀនធំគឺគ្មានផលប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់ទៅដល់អ្នកជំងឺបាទគឺវាអត់មានប៉ះពាល់វាអត់មានឲ្យគ្រោះថ្
Ca xong bộ viên thông nó cứ dương ọt cầm nọt chìa dụ thì còn tha nẹ đại quạt miên ở dụ lơ bì sai sập thèm rồi có hà sập chăm để nhóm bàn lược làm mình nó cứ quạt miên sập một hiệp lò nên thắc quạt miên đồ nhà thì chẳng cứ dương có thời tại xong mưa này đầm bay chẳng đơn thà bà đầm bay chẳng đơn thà miên đông sạch bồn lịp nâng ọt chẳng bố nẹ chúng ta đại quạt miên vây khmênh tại quạt miên đồ nhà rốt nhà nó miên ưu tỷ ho đi thà quạt lên khá quạt miên thẻ chiếm miền bọt trường máu bảo máu chia mà làm ra thì còn lại chữ khác cọt cọt chữ chọc chập bù làm ra ấy có ai chia chia rốt nhà muốn lấy chúng người Harry phổ biến thống đã đồng rồi ao ấy dương thưa ca song phổ biến thống ở đây bà thúy nơi sập hôm nay dương chia bọt để sáu cứ dương chuộng nơi này chúng người đại quạt miền nơi đông sạch Harry nơi phổ biến thống nước nước non ở dụ mới đại khmer đại khát thầm nộp hay sam sắp có miên thầm chờ lo dụ sam tới sai nữa có miên đây chẳng những chụp chụp chờn chờn đại quạt châu máu cứ quạt miên ruột xỉ nhà ruồi thở hơi chẳng á nghe quạt châu máu quạt bọt chương máu sờ bào chiêu ruồi thở hơi anh chẳng tập lọt một bính cứ ca xong một biến thống nước ăn miên cầm lọt đường ở dụ thế bạn và hai tổ không miên paul pa paul vậy đấy chẳng phải chạm mà đong tiết ở vậy đại lục phải chạm đất bàn lực lang thà dụ chạm pi sai sập làm chạm lang tới nướng nó phải để quạt ở miên sọc hiểm là o quạt ở miên rồi sẽ nhảy bàn tay quạt trong đang thà phổ biến và quạt nó miên đông sạch nâng ót dịng ảnh xong bàn bàn tay nó không cả này xế ở dụ bàn nào cả đó ấy bờ sân chỉ miên cả rạ nào mui đại dịng ảnh xong sai thà quạt cùng phong tại miên đông sạch nước nông phổ biến thống dịng ảnh xong nâng cả sạch nhưng cho một phần đất mở bàn lúc bây giờ mặt đất trong ao lúc bây giờ mặt đất bọ sậy bẩn thải tiện đá để pon đầm nà cà sông bù viên thôm tha tớ kế thưa lang nhà đất mặt đất đại chưa bạn chỉ tu tới cà sông bù viên thôm cứ đầm rỡ ao nẹt chùm ngứ cọt nhám tật thân nằm tật thân nằm nắng miên chùm nuôn chỉ tu tới hai chữ bay tới buồn lít tam sập hiệp chợ đấy cứ đầm rỡ nẹt chùm ngứ cọt xa tật thân nằm nắng đầm bay liêng sầm át bù viên cọt ở xa sân
Với bản thân thì dân sông chai món cứ dân mưa ắt khơi như cứ sò lìm mua sò cả sầm nào ấy cứ dân mưa ắt khơi thì chẳng đầm rơi quạt nhang tập thắm liêng sầm a lại sát hái bàn bật tọt móc bàn dân chặt đan thưa ca sông hái chỉ tu tới nếu bị ba chục bón thì dân biên bị chai cái tết mấy mũi tiết là nè chủng ngữ mình quạt ắt trong nhang tập thắm của bàn này hồi nè khác quạt còn nhâm tập tham tới còn mi ở đóm tha bị ba ở nhà khác hộp tới uột phong ấy phong còn khai cho á nâng ca nhâm tập tham anh chẳng dương miên bị chạy cái thay mới tiếp cái hai tha ca liêng sầm át của viên thống đòn mà xin anh chẳng nè chúng cứ còn đại còn para mà xin còn kê lơ mà xin liêng sầm át nâng tới hỏi dương thua ca liêng sầm át của viên có ta mà xin nâng tay mà đòn đòn para thì dạ p và hai chi mùi mau tới mùi mau cần lá bật to mau bị nắng cứ dưỡng ai với ca sông của miền thông bạn và chà lúc vừa chạm đất ở tâm quan tới bật thiên bọt bao nhiêu cứ bẹp pon tận nâng ca cặn đồng sát tam mà xin on đồ scom chấn ở quay đại lúc vừa chạm đất ba miền bờ sa mấy nó bị để sông háo dưỡng cặn sạch nâng cứ ca pra nâng mà xin đi rồi coi như mình này bạn chỉ ca bật hai ca cặn đồng sát bù viền thông nâng cứ dưỡng pra nâng mà xin on đồ scom nâng đầm bay châu tới dương miên ốp co dương sọc ta mà sân nắng hay dương thưa cắt cắt to tại mình đó chuyên viên nơi ca việc cắt bạc bùa vì muốn nơi vì muốn cứ bà sân chỉ miên đông sạch nơi bùa biển thống cứ smile chỉ muốn nâng ca việc cắt bạc bùa hay anh chẳng đợi sao tại ca vì vọt này bà chạy bị chia ca vì vọt này mà sân ông endoscopy như ấy bạn ăn ở nhà ở group thang chlo về chlo bùa biển đó cứ quạt ai thưa ca cắt sai tam này vậy và sân ông endoscopy nâng bàn đầm bấy vô tới bình đất vô tới bị phía hỡi chi viên được ca về cắt bạc bùa hỡi nhâm xong bây giờ lại nhìn tới tha đẹp khác quạt khá ô cắt tới khai à sạch nâng khai tới chia real cam tật bà real cam tật thốn đúng không có real từ lại ai xây như chẳng tới nhâm xong bây giờ thằng ca cắt đông sạch polyp nâng cứ chia bị chạy kịp tế cứ cái thưa chung với bị phục lộn nó cứ miên đông sách cái thời đại cắt cho bị chết bạn ở miên phần bà po vì ai miên hàn thì tích tuổi chấm bút đông sách đại vì miên tùng hùng thông kháng vì ai miên hàn thì phải ở miên ca thề thề bù biển nữa bạn miên ca thề bù biển có vấn đề hàn thì phải nó cứ việc tích tuổi mình tên hơi khăn ông cả này để đông sách những việc thông kháng tiền hơi mũi tiết hàn thì phải bảo vì cứ ca thề chiêm khỏi bị ca cắt có mình tái đôi những bạn lực lao chúng ta để xài tại vị trí xa tầm nơi dùng miền ốp co cướp cron tầm rạp cà pia nơi hà nội pay tiền đồ bạn lúc mình chạm đất bẹp pon tới ca cắt đông sạch ní mình chấm pua tại đông sạch thông tới ca cắt chỉ chạm mấy rồi coi dùng bệnh đàm miền hà cướp tầm rung đông sạch tiếng ót tới cắt rồi coi mình chưa chấm pua đông sạch trong bùi biển thông nắng dương sừng kẹt mượn sừng kẹt mưa biển này và sân chia đông sạch nắng chia lẹ cận nạn đông sạch để vì vọt tới chỗ đông mà hà rị rùi tới hà rị là vì mình tổng hôn thông khăn vì mình tổng bá ư rồi có vì rụp riêng vì lạc nạ chỗ đông mà hà rị rùi tới hà rị nắng cứ dương ảnh ai cắt tam rồi dạng mà sân endoscopy nì bàn tê cứ dương thời tài ảnh tiết phát bị ca vẹt cắt nữa tê ca cắt đông sạch ta mà sân endoscopy cứ xử mẹp cắt đông sạch để tội hỡi trong vậy tha cô bẩm non chồng bón rồi bó dương làm bay xong của viện thông hay cắt đông sạch nó cứ có mỗi đông sạch để tối biết vì bó tới chuyện đông hà rì bạc mình là tối cắt hồi bạc chẳng cần ai dương miên khơi như tốt nhưng thời tại cắt bìa hơi cũng nói biết vì bó tới chuyện đông hà rì bạc dương ban đấng chạm bị dạ cả bỏ sai được bỏ luôn với chạm đất tiền mua là hai nên cả ta sầm khăn chỉ ra chỉ biết xét cứ bẹp bòn từ nâng cao sông của viên thông nằm bay sài rộng nơi một hệ đầm sạch nâng chỉ để lái bẹp bòn từ nâng cao chia ba vinh chẳng nạn đây luôn với chạm đất thả ta dương nâng tự từ cao chia ba bẹp nạc lại đây tạm vì vì miên po 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 được có bắt đo cao chưa chậm sầm rập quạt đại miên ở bành hà chừng ngựa đầm sạch như đây tiền bạn chừng buộc cao chia ba nơi đầm sạch của viên thông nâng cứ đội dù mà lượng làng chứng thá cứ tới tại cạn bị chèn bị phù bà cứ tới tại miền đông sạch nữa cứ dương cạn bị chèn làm bay cầm ói vía bị vọt từ mốc hói còn đôi khi đi đá làm bay chọn đằng thá ta đông sạch nắng vì chỉ lẽ khả năng đông sạch dạng đôi mà đành bị phù ấy khỏi bị ca cắt
dương thở tại tam đa nơi phòng này vì vụ ấy không cạn này đài đông sạch những viên miên cao sĩ cam hà ri khá hỏi cao sĩ ca đã ọt lỗ đã ai bị vọt tới chìa hà ri cái trái chân chìa cùng rất tiệt cùng rất phù hợp nâng chuyện đám dương thở tầm bớt tạo viên nơi không cùng rất mùi ná đám bấy ói cầm cụ bẹp dương tam đàn với bà sân chỉ còn miên cao sĩ ca hà ri cùng rất tiếp và nâng dương ai tam đàn còn được không bay cho năm tới phèm cho năm ấy chẳng tới hay bà sân chỉ còn miền cao cam hà ri cùng đất quốc như những thời tiêm tiệt ca tam đàn lại ban lươn cho nâng tiền và ai mũi khai rứ có một cho năm ấy chẳng tới anh chẳng tờ lò bóng bánh cứ cáp chị bác cứ dương thời thạch cạp vô vị trái nhảy không cạp này để việc túi mà dương ai cắt bán ta mà sân endoscopy nâng tại bà sân chỉ đông sạch nâng viêu vì vọt tới chị đông hà ri rụi bật từ hói cao chị bá cứ tăng phải từ lơ đồng nạc ca này chủng ngữ mình nói tham hà rít nâng đồng nạc ca tìm mua thì bị thịt bay thịt buồn này chẳng tới hai cao chị bá cứ từ tam nâng miền đôi chữ ca việc cát rừng mùi có cả đã thân nam kimi ấy chị đào hai có xong bị chạm còn lại nó phong đáy tha ọt miền thân nam cọ nà mũi đẹp chị bá tới lệp tới bạn đông sạch nông tề bạn บ่าตามระยะบัพพิสาวรบอลูประจําอดับตัวตะเลยจํานวนปัญหาปวีนนี่แนะจํานวนพิจารณาได้มองตัวตัวการพิบาลในក្នុងมนตรีสําหรับพิบาลอียิปต์ในក្នុងดําเนินการณ์ได้ดําสัจปุกวัดนั้นถัดในក្នុងกําหนดณได้จ้ะบ่าจะตู้ตื้อไปเจจนยิงเนี่ยไปปัจจุบันนั้นคือគាត់ថាគាត់មានทัศนะ 1 ថាចាំមានរោគសញ្ញាចាំទៅពិនិត្យបាទចាំទៅពិនិត្យចាំមានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកជួបយើងនៅពេលដែលគាត់មានរោគសញ្ញាដូចជាបាត់ជើងមកមានឈាមមានសម្បោរមានឈាមហើយជាជនយើងពេលខ្លះគាត់ថាងរាកមួលរាកមួលបាទរាកមួលធម្មតាទេអត់មានបញ្ហាព្រោះនាំសះអីចឹងទៅចាតែអានឹងកុំភ្លេចថាអានឹងវាជារោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីក អញ្ចឹងអីដែលយើងជួបកន្លងមកហ្នឹងបើសិនជាគាត់មានបាត់ជើងមកមានសម្បោរមានឈាមមានសក់កលោមានអីហ្នឹងគឺភិកច្រើនគឺជំងឺមហារីកដែរបាទនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយមហារីកបើសិនជារោគសញ្ញាគាត់គាត់ថាគាត់អ្នកខ្លះគាត់ចង់ឆែកអាប់ដែរបាទគាត់ចង់ឆែកអាប់នៅពេលអាយុគាត់មានវ័យរៀងឆែអញ្ចឹងទៅគាត់រៀងហាយរៀងអត់បាទរៀងមានថាយើងចុកចោលឬអត់សូវស្រួលក្នុងពោះឬក៏ បបាក់បាត់ជើងឬមួយក៏រាករ៉ាំរ៉ៃអីចឹងទៅយើងធ្វើទៅគឺភាគច្រើនយើងអាចជួបនៅដុំសាច់ដែលនៅតំណាក់ការតំបងតំបងដែលយើងអាចធ្វើការកាត់បានតាមរយៈម៉ាស៊ីនអង់ដូស្កូពីហ្នឹងបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់វិធានការវិញចាថាតើយើងអាចមានវិធីសាស្ត្របែបណាដែរដើម្បីបញ្ជាបាននៅប្រភេទជំងឺដុំសាច់នៅក្នុងពោះវៀនធំនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកប្រចាំម្ដងមើលទៅវាអាចនៅបើសិនជាយើងអត់បានតាមដាន យើងចិត្តបដោយតាវាជាបញ្ហាដែលសំខាន់សំខាន់ប៉ុន្តែវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតមាននៅជំងឺប្រភេទនេះចា៎បាទវិធីនការការពារចម្បងដែលសម្រាប់ដុំសាច់នៅក្នុងពោះវៀនធំដែលជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅប្រទេសបារាំងដែលគេធ្វើហ្នឹងគេហៅថា colon cancer screening ពាក្យថា screening ហ្នឹងមានន័យថាការស្វែងរកនៅដុំសាច់មហាដុំសាច់ពោះវៀនធំហ្នឹងនៅពេលដំណាក់កាលដំបូងចា៎អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងមានវ័យចាប់ពី40ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងសុខភាពល្អអត់មានទុក្ខសញ្ញាអីទាំងអស់គួរតែធ្វើការសុំពោះវៀនធំដើម្បី រកមើលនៅអាដុំសាច់ប៉ូលីពីអីអញ្ចឹងអានឹងវាជាវិធានការការពារមួយដែលចម្បងហើយចឹងណាបាទហើយបើសិនជាយើងហៅឃើញទៅយើងកាប់វាទៅវាអត់មានការវិវត្តទេអត់មានការបញ្ឈមទៅនឹងជំងឺមហារីកនោះទេហើយនៅកត្តាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលយើងអាចធ្វើការទប់ស្កាត់បានដោយសារតែយើងឃើញថាហានិភ័យខ្ពស់អ្នកដែលគាត់ ចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ក្រហមអ្នកដែលគាត់អត់សូវហូបបន្លែអ្នកដែលគាត់ធាត់ឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់អត់សូវមាន physical activity អត់សូវមានចលនាអត់សូវមានលំហាត់ប្រាណអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើម
plap do no bob ruột no make a changing lifestyle bọc hòn nó ai mò tờ tu tiên no sạch trey mật lai lai chơi ở bàn tràn và hơi lùm hạt prang và miền sạt sông khăn đấy cứ miền sạt sông khăn mình tên cùng chuột bờ đấy đó và hơi có chia viên nơi sô ra phòng đài và chẳng về chỉ rum tới tam ở dạng bờ sa hà rồi bao lụ bên trong mặt đất bẹp pon tận đường vị thiên đường sông khăn sông khăn là bây tụt cắt cùng ao cạn miền nơi bộc hết chủng ngư đâm sạn được nông bộ biển thôm ní cái tại pi ca tam đan so cập hiệp chủng ngư đường vị trong mặt đất chủng niên hái cứ à ca rum nơi bên trong ngay có chi cả ta sông khăn đài đầm bay từ tụ bàn nơi so cập hiệp là o cha chỉ trong cái đi lụ ở bên trong đất miền ở với bản thay tiền đại tế bẹp pon tận đường bảy nhà chủng ngư đi cha bạn chỉ trong cái chỉ xa năm nhà đó bằng phôn chỉ bộ loạn dương tim mũi nhưng trong mình chạy tha ca song cặp bè rư co bù viền thông đó cứ vía ớt miên phò bạc phò là vậy chẳng chả bụi sập ngày nắng cứ bị chia chôn dương tay nhà miên ca pay khai rồi chỉ mỗi nâng ca song cặp bè nâng song bù viền mà khác hoàn thành lư song ôi khai chả ba hay là một con này phát ra ô sông hơi sập tại mình đó chẳng chẳng ní cứ chỉ ca vô mũi này mình trầm trớ bị phù ấy tệ tôn chỉ mũi nâng pa nhà ha gặp bè phổ biến về ở miền ấy chữ ba chiên ca sống đòi pra mà xin ông đốt cục nó tê bạn hơi cầu vía ở miền phong bạc phong phong đài hơi bà xin chỉ miền ca bị bá cứ dương ai thưa đặt nam kê chun quát chẳng còn cứ miễn phiếm nghi xuống miền tên cứ còn kính hai dương chọc đàn thử chẳng còn miễn ca uột ca khọt khệ khọt rồi gò thọp đồng hàm và bạc trong áo ấy cứ ở miền nội tế chẳng những ai thử đặt nằm kênh chung quát cứ chỉ tôi tới cứ vì miễn pha sọc phiếm miền tên hai đứa dạp bên này ca thử nâng có việc khay đai mình dùng tế và hai chia một phây từ xam xâm tí cứ rùi chỉ xa chung bố ca xong của bẹp phụ viện nâng chúng bố eco sát cứ ăn miên sạch và giáo rồi có đo bò miên để chạy lẹn tẹt tông chúng mồi nằng bàn hà hướng gặp bèo biển nó tê với chỉ chuẩn giới cho tha nó mưa tại eco bạn đấy trong bạn mưa eco bạn miên bàn hà gặp bèo miên bàn hà biến đã xong mưa eco eco chia ôp co mới là trong giới tha viết bậc cai hướng xây tập trung trường thoa hướng pleasure tập bóng mát rồi có đồng ròng nô mẹ trắng tập cài. Tại chúng tôi tập trung đường quanh ha gặp bèo biển nâng cứ việc mình xây ban bắt đầu chỉ bò làm miên ấy bạt sầm rập không cam chịu ban nội tệ. Hình trắng từ lọ bọc bánh sôm cùng khai rã chỉ mùi nâng ca sông gặp bèo chỉ mùi nâng sông bù biển thông. Hai tí pí đôi khi mà đoàn tiện đấy ha nhẹ chỉ chôn này gọi miền vây chập bị sai tập ram từ hà sập chân nam lang tới cua tái mốc thưa ca bình đất nâng xoay rốt nữa đông sạch bồ lịp nắng với việc ở miền ao rốt nhà inute nữa về là việc làm nạc can được bốn hỏi nhưng sông bao vùng chọn tới chủng buộc nẹt lại gọi miền krom krusa lại gọi miền chủng ngư mà hà rịt bộ biển thống cứ krom nè chúng người nâng cứ quan miên hà nịp hay bu hèn tên nâng miên chúng người hà rịp viện thống đôi ở bụng và đai được bảo quản đối với nét ca song của pe song bù viện thống nâng cứ thở tài thua ở ban lươn trên nè đại quạt sốc của hiệp lo thoa mặt đà như này tha ô thì họ bảo dân chỉ ở bộ quạt ca mà hà rịp nửa dụ hà sắp quạt thở thua mấy ở ban đọc chân nằm một bạn chẳng như tha quạt thở tài từ tua ca song bù viện thống nâng nửa dụ mũi đại thống ấy trên chiêng nhẹ đại quạt miên sọc của hiệp là o bạn sau con lục văn trạm đất sản phẩm ngày nít để bán chạy đồng lệ người chấm đất đăng chỉ trả bẹp pon từ đăng bành hà sọc của hiệp bộ viên thống hồi có chia trong nội sản khăn mũi đá sản phẩm làm nhà chun từ đào bị chia bờ tu tới chỉ biết ra ở bị chia bờ đã miên ở dụ chạm pi sai sản phẩm năm lần tới cua tại do chế độ đã âm pi bành hà sọc của hiệp bộ viên thống là bỏ lượng nhẹ tam địa cả từ chụp chung mình đăng group bẹp chung ní hồi có sản phẩm trận nước nông cá sông bộ viên đã bay biển đất mưa thả táo dương đường miên bành hà đồng sản nước nông bộ viên thống đại được tỷ đầm bấy cái mọi khó khăn tôi xin video thông mấy xong chơi subscribe rồi hãy chơi lời rút bình đẳng.